Em đêm nay ngon và căng cực, ăn một xăng trành cùng đi ăn mực. Áo bao căng tròn là vùng ngang ngực, làm anh thấy mẹ phải uống nó tăng lực. Anh yêu em đã bay về và anh biết là không ai thể thế được anh ta. Cũng phải đến như chân rời cảng và chuyến tàu nhanh xa. Sẽ có ngày bình yên giản dị và mắt màu xanh biếc. Nếu anh là chim sẻ thì anh ta là sói da rắn. Like a stamp on the track, like a stamp on the streets, like a stamp.